À, chào các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phi sẽ dành thời gian để giới thiệu đến với các em một cái bộ đồ chơi mà cũng không có xa lạ gì mà cũng rất hot trong cái thời gian vừa qua do cái chương trình chạy đi chờ chi của một nhà sản xuất sáng tạo trên truyền hình họ làm thì có liên quan tới một cái bộ gọi là bộ đồ chơi hải tặc. Thì bộ đồ chơi hải tặc đó thì hiện nay thú thật với các bạn là rất là hiếm hàng. Sau cái chương trình đó đăng lên thì nhà nhà người người và các bé là hò nhau đi mua, cho nên thú thật với các bạn cái bộ đâm hải tặc to, nó rất là to, cái trống nó to lắm. Nó thực sự ra cũng không phải là cái trống mà là cái thùng rượu nha các bạn. Cái này là cái thùng rượu của hải tặc chứ không phải là cái trống đâu. Nhưng mà mình kêu bằng trống quen rồi. Và cái từ trống đâm hải tặc nó sẽ dễ dàng gọi hơn là cái thùng rượu đâm hải tặc. Thì do ngày xưa giờ anh Phi cũng đã review một cái mẫu của Doraemon rồi, nhưng mà nó có những cái thiếu sót trong vấn đề về thông tin. Và hiện nay thì anh Phi thấy là về cơ bản là các bạn review về cái sản phẩm này nó bị thiếu một cái thông tin. Anh Phi không biết là do mình xem chưa hết cái thông tin đó hay là do chúng ta chưa phát hiện. Nhưng mà do cái đây là một cái trống hải tặc hàng mẫu ở cửa hàng, nó là hàng mẫu thôi, cũng ngoan cho anh Vy là khi khui cái hộp hàng này ra thì nó bị vỡ, bị bể, nó bị tách hai phần này ra, nó bị bể. Nhưng thứ thật á là không có xác định được lỗi á là do phía cửa hàng hay là phía nhà cung cấp hay như thế nào, tại vì nó bể từ trong hộp nhưng mà cũng khó chứng minh được á là do nhà cung cấp làm bể hoặc là nó bể tự thân ở phía trong đó. Cho nên anh Vy giữ lại làm hàng mẫu cửa hàng bằng cách là anh Vy sẽ chích cái keo con chó tạm gọi là keo dán sắt á, nó không có dán sắt được mà tại sao người ta gọi nó là keo dán sắt thì anh Phi không biết. Nhưng mà cái khi mà chích vào nhựa giấy rồi thì nó dính ha, người kêu chọn keo con chó là nó mau khô nó mau cứng, nhưng mà bù lại cái nó dính rất là nhanh và nó khi nó dính vào tay rất là nguy hiểm hoặc là vào mắt thì rất là nguy hiểm. Thì anh Phi khuyến cáo nếu các bạn nhỏ có tự dán ở nhà thì xin các bạn đừng có dán giùm anh Phi cái, chờ ba mẹ về nhờ ba mẹ hỗ trợ ha. Chứ cái đó mà đổ vô trong mắt mà hai cái mí mắt mà nó dính lại với nhau là không biết làm sao gỡ ra luôn á, rất là nguy hiểm nha các bạn nha. Rồi vậy thì do tính chất nguy hiểm của nó cho nên anh Phi sẽ không có giới thiệu ở đây. Và trước mặt các bạn đó chính là bộ trống đồng hải tặc Spider-Man, nó chỉ là cái hộp hàng mẫu của anh Phi tại cửa hàng thôi. Do cái này khi nó bay ra nó dễ bị văng ra mất hoặc là văng đi mất, cho nên anh Phi dùng một cái sợi dây nhợ câu cá anh Phi cột nó lại, và lỡ mà đâm á nó bay lên á thì nó cũng vướng lại đây, nó không có bị văng ra ngoài và nó không có bị cái tình trạng mà giật mình cái đẩy xô cái trống này nó bể, nó rớt bể đó. Cho nên là chúng ta sẽ phải đó, thấy không, khi anh Phi chọt vô đúng hàm là nó sẽ bung lên ha, và khi đẩy xuống thì rất là dễ dàng ha. Đó. Rồi xong ha, và khi chọt là nó sẽ văng lên ha các bạn ha. Cái cách chơi nó là như vậy. Và chúng ta sẽ bị một cái vấn đề là cái ngàm này các bạn đặt cái dấu chấm hỏi là có thay đổi được không. Và sau khi giới thiệu hết tất cả các ba mẫu hiện nay anh Phi đang có tại cửa hàng, anh Phi sẽ trả lời cho các bạn biết là cái ngàm này có thay đổi được hay không. Hồi xưa giờ do anh Phi bán hàng và anh Phi có nói với khách hàng là nó không có thay đổi được, và khi nhấn xuống dây làm sao thay đổi được nó ha. Rồi bây giờ nhưng anh Phi sẽ ở đây, anh Phi sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu còn lại của cửa hàng Abo luôn để các bạn dễ lựa chọn. Khu vực quận 4, quận 7, quận nhất rồi có thể nhanh chóng lựa chọn tới cửa hàng Abo 349 Tôn Đản để lựa chọn cho mình một cái món đồ chơi vui cuối tuần hoặc là dịp lễ 29 này, có thể là cùng nhau chơi vui, bỏ trong cặp đem theo ra biển cũng được, bỏ trong cặp đem theo lên Đà Lạt cũng được ha. Nhất là đừng có lên máy bay chơi ồn quá rồi người ta cầm lên rồi người ta nói các bạn là gây rối trên máy bay, người ta phạt các bạn thôi. Nhưng tới điểm du lịch rảnh sau khi đi chơi về vui vui lấy ra chơi cũng được ha. Và đây chính là cái hộp hàng của trống đâm hải tặc Spider-Man ha. Trong những ngày vừa qua thì anh Phi có nghe một cái thông tin là Spider-Man có thể rời Marvel, bởi vì do cái quyền lợi giữa Disney và Sony chưa có được thống nhất với nhau. Disney thì đang chịu trách nhiệm sản xuất cho những cái bộ phim của Spider-Man, còn Sony thì họ lại phụ trách vấn đề về hình ảnh bản quyền, cho nên đó là cái quyền lợi hai bên nó không có cân xứng. Và trong những ngày vừa qua anh Phi nghe những cái thông tin đó, và thật sự nếu mà Spider-Man mà rời khỏi Marvel và tổ chức thành những cái nhóm phim riêng thì cũng ok,
Nhưng mà nếu có Spider-Man trong Marvel hoặc trong Marvel có Spider-Man thì nó vẫn là hay hơn ha các bạn ha. Rồi, nó sẽ có những cái thước phim hay về Spider-Man. Nhưng mà những cái thông tin đó và cũng đã có thêm những cái thông tin là Sony và Disney đã ngồi lại được với nhau để bàn bạc về những cái hình ảnh và cái doanh thu của chịu phải chia nhau như thế nào về nhân vật Spider-Man này rồi. Và nghe thông tin là Spider-Man gọi là Spider-Man ác, Spider-Man đen cũng sẽ có thể xuất hiện trở lại. Và anh hy vọng là sau này sẽ có những cái chống đâm hải tặc Spider-Man đen. Mặc dù anh ta ác nhưng mà anh thấy con đen nó cũng rất là dễ thương ha. Rồi, những cái sản phẩm này tất nhiên là sẽ dành cho trẻ từ 3 tuổi đổ lên, bởi vì nó có những cái vật nhỏ như vậy. Trẻ 3 tuổi, dưới 3 tuổi là thường rất là cái ý thức về vấn đề về ngậm nhai và nuốt. Và anh Phi có một cái cô bé cháu nó nhỏ, hiện nay nó nhỏ hơn 3 tuổi, và anh Phi thấy được chuyện đó, cái gì nó cũng bỏ vô họng, nó ngậm nó nhai hết á. Cho nên là phụ huynh đối với những cái vấn đề đồ chơi thì vấn đề phải cẩn thận. Tại vì không hẳn là chỉ có trẻ nhỏ mới dưới 3 tuổi mới chơi, nhiều khi ông anh không chơi rồi ông em ngồi ông kế bên ông lấy ông nhai ông nuốt nào mình không hay. Cho nên thực tế là ở nhà mà có trẻ nhỏ là luôn phải là như vậy ha, luôn phải là chú ý các em cho để nó bóc nó nhai. Mà không riêng gì đồ chơi đâu, muỗng nĩa rồi nó cũng bóc nó nhai, đũa nó cũng bóc nó nhai luôn, chìa khóa điện thoại rồi nó bóc nó nhai tút luốt hết ha. Cho nên tất nhiên là phải cẩn thận. Và ở đây nó sẽ có những cái thông tin ở trên này, và chúng ta sẽ phải tạm dịch một chút xíu. Lucky game là trò chơi may mắn, và group game là trò chơi theo nhóm. Cái gì cũng được hết, đã là một trò chơi, đã là một đồ chơi thì nó có thể trở thành một trò chơi. Hai cái đó nó khác nhau nha các bạn. Trò chơi và đồ chơi là hai khái niệm khác nhau. Với một món đồ chơi thì chúng ta sẽ có nhiều trò chơi trên đó. Đồ chơi bản chất nó là như vậy, đâm vô nó nhảy lên như vậy thôi, và cái ngàm ở trong này nó là như vậy, ấn xuống là như vậy, cái cách chơi nó là đơn giản. Nhưng cái trò chơi trong đó, những người nào sáng dạ hơn, những người nào có một cái óc hài hước hơn, những người nào có một cái góc MC game tốt thì bạn sẽ tạo ra rất là nhiều trò chơi. Chẳng hạn như một cái trò chơi giống như con chim phá hoại Angry Birds chẳng hạn, cầm cái này ném coi cái ai ném bể thì thua, mà ai ném không bể thì thắng chẳng hạn. Nhưng mà đó thì anh Huy nói chơi thôi, chứ đừng có chơi kiểu đó hư cái trống rồi lại bị ba mẹ rầy và đánh ha. Tất nhiên là nó bằng nhựa mà, ném nó phải bể thôi, rớt trên bàn nó xuống nó phải vỡ thôi. Nhưng mà ở này bằng nhựa, dán bằng keo con chó được, cho nên khi có bể thì chỉ cần các bạn ráp ở trong cơ bản lại và dán lại thôi. Nó tuy nó khó chút xíu nhưng anh Huy dạy nghĩ là các bạn vẫn làm được ha. Đây là chống đâm hải tặc Spider-Man ha. Và tất nhiên là phía dưới cái trống này nó sẽ có cái phần giống như cái trên cái vỏ hộp này. Đây, này là cái bàn quay. Trước khi các bạn chơi các bạn sẽ quay. Chẳng hạn như ở đây nó còn cái nút nữa đây nè. Anh đưa tay ra thôi thì đây là do hàng lỗi hàng mẫu mà ha. Đây nó có cái tay ra, nó chỉ vô chỗ nào thì mình sẽ phải làm chỗ đó. Chẳng hạn như là nó sẽ có những cái hình phạt mà rất là dễ thương ha. Chẳng hạn như ở đây á, là số 8 là kiss. Bạn phải hôn ai đó ha. Chẳng hạn như con chó kế bên là nếu đứa nào chơi thua phải hôn chó chẳng hạn. Rồi sốt này, anh Phi không biết tiếng Anh, các bạn giúp anh Phi nha. Số 1 là sốt này là gì nè. Số 2 là lounge for 10 seconds là phải cười to, cười ha 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 trong vòng 10 giây. Take off a coat. Cởi áo khoác hả? Chà căng à, cái này mà qua chơi trò chơi cởi đồ là căng rồi nha. Next là kế tiếp, không làm gì hết. Say I am a pig. Ở nước ngoài á, họ cái hình tượng con heo á, nó tượng trưng cho một cái gì đó nó ngộ nghĩnh dễ thương nha. Chứ không phải á, là con heo là tôi ngu như heo đâu nha, không phải vậy nha các bạn. Dance là nhảy, đi ra ngoài nhảy, đúng ra phải cho cái số giây. Dance trong một bài hát, trong vòng mấy nốt nhạc đó. Hay là cry 10 seconds, dance 10 seconds cũng được. Cry là khóc ha, khóc mà khóc giả bộ thôi, đừng có khóc thiệt ha. Và 8 là kiss là hôn. Hôn thì cũng phải là 10 lần, 5 lần, 7 lần vậy đó, chẳng hạn vậy đó. Rồi sốt, sốt này thì anh không biết, sốt này giống như là lộn mèo hả? Hay là các bạn comment giúp anh Phi cái phần sốt này nha. Rồi, ở đây anh Phi sẽ ra một cái mini game nhỏ luôn cho các bạn. Nếu các bạn xem tới đây và phát hiện là có mini game, anh Phi sẽ không thông báo từ đầu luôn. Trong các clip nó sẽ tự động, nó sẽ có các mini game sau này anh Phi sẽ làm.
Và ngày hôm trước thì anh Phi bốc thăm trúng random trúng 3 chiếc xe Hot Wheels, thì trong đó anh Phi random được 2 bạn. Còn lại dư lại 1 chiếc chuyển qua kỳ này. Bạn Vân Thanh thì lại không nhận chiếc Hot Wheels, cho nên tổng cộng kỳ này chúng ta sẽ có 5 chiếc Hot Wheels để anh Phi random. Và anh Phi nhắc lại cho các bạn, thứ nhất các bạn đăng ký kênh để chế độ công khai. Rút kinh nghiệm lần trước là có rất nhiều bạn không đăng ký kênh hoặc đăng ký kênh không để chế độ công khai. Cho nên khi random tới đó anh Phi không thể phát quà cho các bạn. Câu hỏi phụ kế tiếp để các bạn sẽ phải trả lời là các bạn hỏi người thân cũng được, tra Google dịch cũng được. Các bạn tra từ rốt này giùm anh. Số 1 nè. Chữ từ rốt này nè, rốt này nè, G nè. Chữ G nè, chữ O, chữ K, chữ E, chữ S nè là nghĩa gì bên tiếng Việt của mình. Các bạn trả lời câu trả lời này và đăng ký kênh ở chế độ công khai. Và vào thứ tư tuần sau, anh Phi sẽ random để chọn ra 5 bạn trúng 5 chiếc Hot Wheels và anh Phi sẽ gửi tới cho các bạn chơi. Chỉ cần nhận quà và chơi thôi. Và nhớ là báo ba mẹ là con có tham dự mini game của chú Phi để chú Phi gửi tới ba mẹ. Không có nghĩ là chú Phi gửi tới hàng đồ bậy bạ cho các bạn. Hàng Hot Wheels anh Phi gửi là Hot Wheels hàng nhãn hiệu Mỹ đàng hoàng nhé các bạn nhé. Cái chiếc này là của bạn Vân Thanh nè, bạn Vân Thanh không nhận nè. Chiếc này là của Nay nè, mà hôm nay Nay chưa có gọi cho anh Phi nữa. Nay này là ai trên mạng thì anh không có biết, cho nên em phải chủ động gọi cho anh Phi theo 0907902742 để cung cấp địa chỉ cho anh Phi, để anh Phi gửi cái chiếc xe này tới cho em. Còn của Vân Thanh thì anh sẽ chuyển qua cái mini game đợt sau ha. Rồi anh sẽ ghi chú trên này thấy không, ghi chú không có lộn được của ai hết đó. Nhất định của bạn là của bạn, nhưng bạn đã thể hiện rõ là bạn không nhận, cho nên anh Phi sẽ chuyển qua cái mini game này ở trong đây. Rồi các bạn, hy vọng là các bạn xem tới đây là các bạn đã biết có một cái mini game ở trong này và các bạn sẽ tham gia. Và thứ tư tuần sau, hôm nay ngày 28 thứ tư tuần sau nha, 28 tháng 8 năm 2019, và thứ tư tuần sau anh Phi sẽ random và anh Phi sẽ up cái clip có thể trong thứ tư hoặc thứ năm á các bạn ha. Rồi đó. Và với cái bàn quay này các bạn sẽ có những cái trò chơi, những cái hình phạt vui hấp dẫn dành cho các bạn khác ha. Rồi chúng ta có thể chơi theo nhóm, chơi 2 người, 4 người, 5 người cũng được, cứ người đâm cái vậy đó. Thay phiên nhau mà đâm, chứ các bạn đừng có đâm hết vô. Một đâm giống như là đâm giữ lại những cái này thì nó sẽ ở đây không được thì qua đây, chẳng hạn mọi lấy một cái thôi đâm cho nó khỏe ha, để xoay vòng hay như thế nào đó thì anh Phi sẽ chỉ các bạn đổi ngàm trong cái phần cuối clip này ha các bạn ha. Rồi và kế tiếp nữa anh Phi sẽ cho các bạn Spider-Man này qua một bên. Spider-Man thì có thể con trai quá, nhưng ở đây anh Phi sẽ có một cái mẫu con gái rất là dễ thương của Kitty. Try your Loki, Loki turntable. Cái này gọi là turntable nè, các bạn thấy có cái nút không? Bên dưới này nó không có cái nút, do cái hàng này nó bể, nó vỡ rồi, nó văng mất rồi, cho nên anh Phi làm mẫu ha. Rồi, nó sẽ có cái đầu Kitty ở đây. Về cơ cấu hoạt động thì cũng y chang như vậy ha. Đây, chúng ta có thể đâm nhiều cây đao vô và giữ luôn ở đó không rút ra, hoặc chúng ta chỉ dùng một cây đao để chúng ta đâm thôi. Dùng một cây đao đâm mới cao chứ, cao siêu mới nhận được. Chứ không thôi, dòng cây đao đâm vô đây không được, là biết cái lỗ này không được mà giữ nguyên như vậy là nó dễ dành cho các bé nhỏ. Còn nếu mà chơi khó chút xíu là dùng một cây một duy nhất thôi ha. Rồi, và để tránh tình trạng giật mình mà quăng luôn cái trống thì nhớ cây đao này cột cái cọng dây cước câu cá để nó lỡ nó có bay lên thì nó giữ lại trong cái này, mình không có giật mình lắm. Còn nếu mà thích giật mình xô đổ bể để mua khác đó thì các bạn cứ thoải mái ha. Cái này cũng là lucky game, cũng là rút game luôn ha. Rồi thêm một mẫu nữa mà anh Phi sẽ giới thiệu cho các bạn, đó chính là cái mẫu dành cho những bạn tuổi thân hoặc thích con khỉ hoặc là nhảy múa chạy nhảy như con khỉ. Giống như nhà anh Phi thì có 2 người tuổi khỉ, một là anh Phi, hai là một con bé cháu của anh Phi tuổi con khỉ, và đúng nó là khỉ luôn. Trời ơi, nó nhảy múa nó làm đủ trò hết trơn. Các bạn nhớ cái con Iron Man nhảy không, khi mà bật lên thì nó nhảy thôi mắc cười lắm các bạn. Anh Phi có những cái đoạn clip của cháu nhảy nữa, nhưng mà anh Phi không được phép up lên bởi vì anh Phi tôn trọng quyền của cháu, cho nên anh Phi muốn up lên thì phải xin ý kiến ba mẹ nó ha. Nhưng mà giờ không xin, cho nên là chưa xin là không up ha. Rồi đơn giản vậy thôi, chỉ up trong nhóm gia đình coi chơi cho vui thôi. Và trống đâm khỉ này cũng là như vậy các bạn, nhưng mà trên trống đâm khỉ này nó có một cái phần hướng dẫn. Tại sao anh Phi giới thiệu nó cuối cùng? Bởi vì anh Phi phát hiện điều này,
và phát hiện luôn trên chính điều này, là khi đặt con khỉ vào, đặt cái trống vào à, và bây giờ anh Phi sẽ dò cái phần ngàm của nó nha, để coi xem ngàm nào nha. Cái ngàm nào anh Phi biết nó nằm ở đâu đây thôi. Đây ngàm này ha, rồi nó ở ngàm này nha, chúng ta sẽ thấy nó là ở ngàm này. Anh Phi lấy cây bút, anh Phi chấm chấm đi ha, để cho dễ. Có cái dấu chấm ở đây. Vậy thì ở đây nó sẽ hướng dẫn rằng khi các bạn đẩy cái đầu con khỉ xuống là các bạn xoay. Nhiều khi tiếng Anh nhiều quá chúng ta lười đọc thôi, không có vấn đề gì đâu. Xoay này là để đổi cái ngàm đó các bạn, khi đẩy xuống nè ha. Rồi xong rồi các bạn xoay, rồi sau khi các bạn xoay xong xuôi là nó sẽ đổi ngàm. Để anh Phi ra coi nó nằm đâu. Và khi xoay như vậy á các bạn, chưa chắc là các bạn đây nè, cái ngàm nó chuyển qua bên này rồi nè, thấy không đó, thấy không, nó chuyển qua bên này rồi, các bạn thấy không đấy. Rồi vậy thì chúng ta sẽ chuyển ngàm được, nhưng mà anh Phi sẽ thử coi chuyển nhẹ qua đây đây cũng được ha. Anh Phi sợ nó nằm giữa cái khoảng này nè ha, nó nằm giữa khoảng này là vẫn được ha. Vậy là do cái bảng trong này nó lớn cho nên nó không có thể nằm giữa một bên ha. Đúng rồi, nó nằm giữa, vậy thì nó sẽ đây ha, anh Phi ra thử cho nó có thể nằm giữa không. Nó không thể nằm giữa được các bạn, chỉ có thể cái bảng mà để mình nó đâm vào chúng để nó bật lên, nó là nó nằm ở, nó to cho nên nó không thể nằm giữa được, cho nên chúng ta sẽ loại trừ cái tình trạng là nó nằm giữa các cái khe. Rồi khi mà ấn xuống xoay một vòng hoặc xoay nửa vòng, một xoay hai ba vòng gì đó để đánh lừa nhau là chuyện bình thường ha. Vậy thì khi đó nó sẽ đổi cái ngàm gốc hồi nãy nó nằm đây nè, nó có dấu chấm nè, nhưng mà bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi. Nhiệm vụ của anh Phi là đi kiếm đó, và có vẻ là bây giờ như nó đi xuống dưới rồi đó, nó chạy xuống dưới, ui đây, nó trở về ngay cái ngàm gốc của chúng ta luôn ha. Rồi đó là cái cách mà chúng ta chơi, và anh Phi làm lại một lần nữa để các bạn hiểu được rằng là cái ngàm này là thay đổi được nha các bạn ha. Đấy, rồi đây cũng vậy, trên chính cái sản phẩm này họ có hướng dẫn cho mình, nhưng do cái chữ tiếng Anh nhiều quá cho nên không ai đọc, cho nên là không có phát hiện được cái ngàm nó thay đổi được. Và nếu điều này anh Phi phát hiện trễ quá thì các bạn cũng thông cảm cho anh Phi, và có ai đó đã hướng dẫn rồi thì anh Phi sorry là do anh Phi ít xem mà ít đọc cho nên là anh Phi không thấy, cho nên hôm nay thấy anh Phi confirm lại cho các bạn ha, là cái ngàm này có thể thay đổi được sau khi đẩy cái đầu con khỉ xuống, và trong này nó sẽ có một cái ngàm gài, hai cái khe gài ở đây nè, thấy không, nó tương ứng với lại hai cái này nè, hai cái này rồi để xuống, rồi các bạn cứ xoay xoay qua xoay lại, và khi xoay á là nó bắt vô hai cái ngàm này để nó xoay, mà nó xoay là nguyên cái trục song trong này nó sẽ xoay theo và nó sẽ di chuyển các cái lỗ đâm rồi đó, chỉ là cơ bản như vậy thôi. Và hiện nay là các sản phẩm chống đâm này tại Abo anh Phi cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, và rất hân hạnh phục vụ các bạn tại 349 Tôn Đản, phường 15, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các bạn có thể Zalo cho anh Phi theo hai số 0907902742 hoặc là 0907509342 để giao hàng thu tiền tận nhà. Nếu ở tỉnh thì mất từ 3 ngày, 5 ngày cho tới 7 ngày, nếu thành phố Hồ Chí Minh thì có thể trong ngày hoặc 2 ngày, hoặc có thể giao trong vòng 2 tiếng tùy dịch vụ và tùy phí đó các bạn ha. Rồi các bạn có thể Zalo để anh Phi báo phí cho các bạn cũng được. Nhưng trước khi Zalo, trước khi yêu cầu mua hàng thì các bạn vui lòng xin phép ba mẹ, còn nếu là người lớn thì thoải mái, chỉ có sợ trẻ nhỏ tự quyết định mua hàng thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.